Chủ tịch ngân hàng HSBC, ông Douglas Flint cho biết một số ngân hàng có thể sẽ khởi động kế hoạch dự phòng trong tháng 3 khi Anh bắt đầu các thủ tục rời EU. Trong một cuộc họp với Quốc hội Anh vào tuần qua, Chủ tịch ngân hàng HSBC, ông Douglas Flint cho rằng các ngân hàng sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch giữ doanh thu mà họ đã chuẩn bị trước đó, một khi Anh triển khai Điều 50 Hiệp ước Lisbon. Đây là điều khoản khung để Anh hoàn tất thủ tục rời EU, vốn có thể bắt đầu vào tháng 3 năm nay, theo như lời của Thủ tướng Anh Theresa May đã nói trong năm ngoái. Trong hiện tại, ông Flynn cho rằng các ngân hàng cần hướng dẫn từ chính phủ Anh để tự vạch ra đường hướng cho mình, đặc biệt là về việc Anh có duy trì các hiệp định thương mại tự do với các nước EU hay không. Ngay khi Anh tổ chức trưng cầu dân ý chọn rời khỏi EU, nhiều ngân hàng đã lên tiếng sẽ dời trụ sở ra khỏi London và triển khai các chương trình hợp tác đơn phương với chính phủ các nước.